có những cảnh là các bạn làm cho Hương chìm, xong các bạn lên coi được cái cảnh đó các bạn mừng và các bạn quên đem Hương lên. Nãy xem thì cũng thấy là Việt Hương hình như là ở dưới nước một ngày trung bình là 13 tiếng đồng hồ. Con ơi, con đang theo má học thêm hà nha con. Kỷ niệm vui mà kể nó chưa vui lắm mà con ơi. À, có một cái lò rèn là duyên xong. À, người ta đốt lửa để người ta rèn, nhưng mà khi lửa nó tàn rồi, à, nhưng mà nó vẫn còn hơi ấm thì duyên cái xong đó. Có những cái hồn ma già lên ngồi trên cái bếp lửa của cái lò rèn á, ngồi nói chuyện với nhau. Ngày mai tao lên, ủa sao mai mày lên? Có con nhỏ nó xuống nó thấy, nhỏ làm sao? Nó đi cắt lúa nó lội qua sông, tao rỉ nó thấy tao. Trước tiên thì chắc đây là tất cả báo chí và trong khán phòng này là có ekip luôn mà. Dạ có ekip nha. Cảm ơn ekip rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn Hoàng. À, bộ phim này là chúng tôi nói là cùng nhau một hơi thở. Có nghĩa là cùng nhau lấy hơi và xuống nước cùng một lúc. Đứa nào hết hơi thì lên thì sẽ bị mấy đứa kia chửi. À, một cái rất là đặc biệt trong cuộc đời làm nghề của Hương. Cảm ơn Hoàng rất là nhiều. Hương là người mau nước mắt, Hương xin lỗi các bạn. Hương nghĩ là Hương không có nên khóc, nhưng mà đây là một cái cảm xúc thực sự đối với Hương là Hương làm nghề rất là lâu, 30 năm rồi. Hương diễn tất cả các vai nào cũng có thể làm được, và đến ngay thời điểm này thì Hương có thể ngưng lại không làm cũng được. Nhưng mà Hương rất là mê nghề. Đặc biệt khi mà Hoàng đưa cho Hương cái kịch bản này thì Hương rất là xúc động. Tại vì cái hành trình mà đi vớt xác á, cảm ơn em. Hành trình mà đi vớt xác thì cái lúc mà người thân của mình mà có tai nạn hoặc là có chuyện gì á, thì mình sẽ, nếu mà gặp ở biển ở sông thì mình sẽ chạy ra, mình sẽ la lên để cho mọi người cứu. Nhưng cái xác mà không kịp đi, không kịp vớt thì có thể nhiều ngày nó sẽ trôi đi mất. Nó trôi đi 3-4 ngày. Thì lúc đó cái người vớt xác là một cái người làm một cái, không phải cái nghề. Hương với Hoàng đã đi đến từng người vớt xác để gặp. Thì cái đó không phải là cái nghề gì đó, nhưng cái nghiệp của họ vậy. Họ sẽ được sự nhờ vả của mọi người thân để đi kiếm cái xác đó. Và đây là một cái nghề rất là đặc biệt, làm cho Hương rất là mê cái nhân vật trong phim này. Khi Hương cùng với Hoàng nghiên cứu được cái cách vớt xác như thế nào để tôn vinh cái nghề, thì đi vào cái trận này cùng với lại ekip, thì Hương cảm ơn thiết kế, cảm ơn ánh sáng, cảm ơn tổ máy, cảm ơn bờm, tổ trưởng tổ máy, cảm ơn tổ ánh sáng, thiết kế, âm thanh. Nói chung là tất cả các bạn đã đội cast đã cùng với Hương. Và tổ quay phim thì các chàng trai hình như là ở dưới nước, Hoàng thì mấy ngày đầu xuống nước nhưng mấy ngày sau đó buộc là phải lên để canh được, nhìn được những cái hình cho tụi Hương. Hôm nay có thể là những cái chia sẻ này của Hương nó hơi dài một tí, là vì tất cả các quý vị ngồi dưới đây là báo chí và là ekip của phim Maya. Hương cảm ơn ekip đã cùng Hương. Một bộ phim thành công thường là vai diễn chính trong này sẽ được tôn vinh nhiều nhất, sẽ được nhắc tới nhiều nhất. Nhưng mà Hương đi tới đâu Hương cũng sẽ mang ơn ekip đã cùng Hương làm những chuyện, làm một hơi thở, tất cả tụi mình cùng xuống nha chị. À, khi mình xuống mà mình hết hơi, đứa nào hết hơi lên trước thì đứa kia lên, cũng là giỡn thôi, cũng là kỳ này yếu quá, hơi ít quá. Nhưng mà để làm một cái phim rất là lạ lần đầu tiên, nếu mà Hương có cảnh trên bờ thì toàn bộ ekip cũng phải ở dưới nước để quay ngược cái máy lên trên bờ. Và một hai ngày đầu thì Hoàng còn nhắc nhở, nhưng mà những ngày sau thì lúc mà Hương bơi lên thì Hoàng chỉ đứng trên bờ và giữa số 5 là Hương biết cái mắt Hương diễn tới độ 5 thôi. Và khi Hương vừa bơi lên thì Hoàng giơ số 3 thì Hương chỉ diễn tới mức độ số 3 thôi, không được diễn hơn. Vì cái lực diễn của mình dưới nước á, mà mình diễn nhiều quá tim nó sẽ đập mạnh, và khi đập mạnh á thì sẽ mau hết hơi thì mình mau đi lên. Thì các bạn sẽ có nhiều phương pháp
để cho mình ở dưới nước lâu. Và cuối cùng Hoàng và Minh Cu đã cột cái tạ vô người chị Việt Hương là càng ngày số là 5 kg, từ từ 2 kg, 3 kg và tới lượng là 5 kg, để cho khi chị Hương có chết thì nó sẽ chìm xuống. Và có những cảnh là các bạn làm cho Hương chìm xong các bạn lên coi được cái cảnh đó, các bạn mừng và các bạn quên đem Hương lên, thì lúc đó bạn Minh đã nhớ chị Hương đâu, và sau đó là Minh đã lấy cái chân á dích chị Hương lên, thì nhờ cái chân của mình, cái sức á, mình sẽ lên từ từ. Và các bạn đừng bao giờ thử là cột 5 kg vô người, thì khi chìm xuống chìm rất dễ, không cần phải lặn, không cần phải học. Mặc dù huấn luyện viên quốc tế của Việt Nam đã từng đi thi đấu dạy hơn cách lặn, nhưng lúc bạn chết thì không thể nào mà lặn được, cho nên là mình cứ thả. Thì các bạn đã cột tạ cho Hương, và đặc biệt là cảm ơn những tổ phía sau, đặc biệt là tổ nấu ăn đã nấu đồ ăn thả trên sông y như cúng cô hồn. Các bạn đã nói như thế, và các bạn đã cho Việt Hương ăn chè, ăn cơm, ăn xôi, và có một lần thì Việt Hương được cho một miếng khô bò vào lúc 3 giờ trưa ở tại Cà Mau. Và cái miếng khô bò đó Hương đã trân trọng một idol của Việt Hương, đó là anh Thành Lộc. Và Hương đã bơi bằng mọi cách để cái miếng khô bò đó lên cái phao, và Hương bơi, anh này ngồi chiếc ghe, Hương nói anh ơi em đem khô tới để lịnh bợ ảnh mà. Thì khi Hương bơi nửa đường á, Hương đã làm chìm miếng khô bò. Cả ekip nó chửi Hương không còn một nôn nước gì, nếu miếng khô bò đó cho ekip ăn thì được rồi, mày đặt đi đến idol chi, mà đi nửa đường thì chìm cái miếng khô bò đó. Hương cảm ơn toàn bộ ekip đã cùng phim Maya nói chung, nhưng mà vai diễn này là một vai rất khó đối với Hương. Hương xin cảm ơn và cảm ơn tất cả các báo chí mấy ngày nay đã yêu thương cả ekip Maya. Và mặc dù các báo chí chưa xem thì cảm ơn ekip trước, thì Việt Hương xin cảm ơn cả tất cả báo chí đã yêu thương chúng em. Đến ngay giờ phút này vào lúc 14 giờ trưa ngày 14 tháng 8 thì chúng em đã bán được 20.000 vé. Vì suốt chưa có một cái gì hết, mà báo chí rất là thương, chắc là tái tạo hình của em rất là tội nghiệp. Trong đó thì có bé Dạ Trúc là một bé nhỏ nhất từ lúc đóng cái phim này cho Việt Hương, là bé mới 9 tuổi, nay 11 tuổi, thì bé rất ngoan. Để mà những cảnh đầu thì bé còn la lối, còn nhõng nhẽo, nhưng mà sau đó thì nó mới thấy là má Hương cực quá, thì đã làm theo những cái chỉ định của đạo diễn. Và trong cái phim này thì tất cả quý vị hồi nãy xem thì cũng thấy là Việt Hương hình như là ở dưới nước một ngày trung bình là 13 tiếng đồng hồ, ít là 8 tiếng, nhiều thì có là thể là hơn, và hành trình là 48 ngày, 52 ngày, nhưng mà 36 ngày xuyên suốt ngâm nước. Thì cái gì ở dưới nước Hương đều biết hết, chỉ có một người đặc biệt đó là anh Trung Dân chưa bao giờ xuống nước. Dạ, gia diễn rất sung sướng và đều là ở trên bờ, cho nên là Hương có giỡn nói với lại nhà sản xuất là anh Giao nếu có làm phần 2 vui lòng cho anh Trung Dân xuống nước để anh biết cái cảnh với người ta. Nói chung là em rất là, hôm nay thì Hương mới là thật sự 4 ngày trước Hương ở Hàn Quốc cũng chiếu, nhưng mà đó là khán giả, mình chỉ tâm sự được ở cái khía cạnh là cảm ơn và trân trọng họ đã yêu thương cái Maya và yêu thương đất nước Việt Nam. Tại cảnh quá đẹp, cảnh quá đẹp phải không cả nhà, và cảnh đó là hoàn toàn là thiệt luôn, tụi em không dựng một cảnh nào hết, cảnh đó là của Cà Mau. Rồi sau đó thì tụi em, trước đó tụi em có đi Úc cũng là muốn xuất diễn, thì cũng là chỉ cảm ơn theo là khán giả đã yêu thương. Còn hôm nay đây là tất cả báo chí, có những báo chí đã đồng hành với Việt Hương trên 20 năm, và đặc biệt là có ekip của Maya. À, cô chú anh chị, con tên là Dạ Trúc, con đóng vai bé Nhung là con của má Lệ. Dễ thương quá, con nói với ông bà cái bên đây cười quá trời. Con có thể có một cái kỷ niệm nào vui vui với cái chương trình, hay là một cái phần đi phim quay phim Maya với cô Hương mà mình thấy nó căng thẳng không con gái? Con nghĩ là có kỷ niệm vui là hôm đó là con tới buổi chiều hay buổi tối gì con mới quay, nhưng mà buổi sáng là con đã tới rồi. Thì sau đó là chú kia, chú mới giỡn với con là chú ơi, chú kêu chú Hàng quay đi chứ chú ngồi đây làm cái gì. Xong cái con tưởng là gì, con ra con kêu chú Hoàng. Chú Hoàng nói là được, xíu nữa quay. Xong cái một hồi sau con nghĩ là kiểu giống như chú Hoàng cũng giỡn,
Mà một hồi sau là chú Hoàng kêu mấy cô phục trang là phải đi mượn đồ xung quanh đó để phải quay cái cảnh đó nha. Con nghĩ đó là kỷ niệm vui. Với những cái kỷ niệm nó tạo ra cho con một cách đẹp đúng không? Con ơi, con phải theo má học thêm hà nha con. Kỷ niệm vui mà kể nó chưa vui lắm mà con ơi. Ví dụ như là nhiều khi má cũng đa chức năng lắm, ví dụ như má có bên lĩnh vực hài nữa. Dạ đạo diễn ơi, đừng có ghi nhận khúc này cho con nghe. Có nhiều khi cái kỷ niệm đó là 2 năm trước, bây giờ kể lại chưa có vui. Sao là nó vui lắm nha đạo diễn. Nhiều khi là khúc này chưa vui, sao hứa sẽ vui nha. Rồi. Rồi, tiếp tục. Cảm ơn cho chúc rất là nhiều. Dạ, thưa quý vị, bên cạnh cô Hải Trì và đạo diễn Nguyễn Vũ Hoàng, cái điều đặc biệt là anh Hoàng được sinh ra và lớn lên ở Bắc rồi đi du học nước ngoài luôn, nhưng mà làm một cái bộ phim nó thuần liên quan đến miền Tây sông nước. Không biết là trong quá trình anh làm nó có khó khăn gì không anh ạ? Tôi nghĩ thật ra là cái bộ phim này nó có cái khó khăn rất là hiển nhiên, đấy là mình tìm cách để đưa cái việc mà quay ở dưới nước ấy, được về cái điều kiện như là mình đang làm bộ phim trên mặt đất. Thì cái đấy là một cái sự nỗ lực của toàn thể cả ekip trong cái thời gian quay. Thì cũng giống như Sự Việt Hương thì tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những cái thành viên trong ekip có mặt ngày hôm nay và không có mặt. Cảm ơn rất nhiều. Tiếp theo là thật ra là bên cạnh cái phần khó khăn thì chắc là tôi trải rất là nhiều rồi. Thế nên là cái phần mà muốn chia sẻ bây giờ là niềm vui ấy. Thì thật ra là một trong những cái điều mà mình cảm thấy là hào hứng nhất hoặc là cảm thấy gọi là được tiếp năng lượng nhiều nhất khi làm nghề ấy, là được nhìn một cái diễn viên nào đấy, họ vào trong một cái vai diễn nào đấy mà trước giờ mình chưa bao giờ thấy, là một nhân vật mới. Thì ở trong bộ phim này thì mình được nhìn thấy chị Việt Hương vào vai của một người vớt xác, tức là cũng biết lặn, cũng biết vớt, rồi cũng biết làm nghề, làm tất cả những thứ mà giống kiểu trong cuộc sống ấy là không có gì liên quan cả. Đấy, và sau đấy thì cái nhân vật đấy phát triển dần dần lên và mình thấy là người đấy không chỉ là một người vớt xác đơn thuần mà mình thấy cuộc sống của người ta hàng ngày như thế nào. Và với một cái nghề nghiệp mà tiếp xúc với cái việc tử nhiều hơn là sinh như thế, thì cái việc mà trở thành một người mẹ yêu thương con cái và tìm cách để cứu con và đưa con trở về là một cái thử thách rất là lớn với nhân vật này. Và trong suốt một quá trình dài mà làm bộ phim Maza thì bản thân Hoàng cảm thấy là cái việc mà nhìn thấy nhân vật của chị Hương, tức là nhân vật Lệ, trở nên sống động và phát triển cũng như là hoàn thành cái sứ mệnh của họ ấy, thì mình cảm thấy đấy là niềm vui lớn nhất trong bộ phim này khi mà nhìn trong suốt hành trình đấy. Tất cả những điều còn lại thì mình cảm thấy là những cái may mắn đến với đoàn phim. Có một cái điều mà cháu rất là thích ở chú đó là chú nghiên cứu rất là nhiều liên quan đến văn hóa. Vậy thì với những cái chất liệu dân gian thế này, khi mình lựa chọn làm phim thì nó có ý nghĩa như thế nào, đặc biệt là những cái thông điệp gửi gắm đến những người trẻ ạ? Trước hết tôi cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi một cái cơ hội gặp gỡ với truyền thông, với là báo chí để chúng tôi có cơ hội nói lên những cái hoàn cảnh, cái tâm sự của chúng tôi khi chúng tôi thực hiện cái dự án này. Trả lời câu hỏi của bạn thì tôi nghĩ rằng là tôi xin nói riêng một cái, người Việt Nam và người Triều Tiên nói chung, hay nói riêng là người Hàn Quốc, có một cái mối lương duyên từ cái thời xa xưa. Gần như chúng ta là những người họ hàng, nhưng mà tính từ triều lý tới bây giờ thì người Triều Tiên và người Việt Nam nó có rất nhiều cái điểm giống nhau. Khi một người Việt Nam sang Hàn Quốc, bây giờ gọi là Hàn Quốc, ngày xưa gọi là Đại Hàn, hoặc là Triều Tiên làm rể, thì có mang theo rất nhiều người Việt Nam, trong đó có nam và nữ. Và khi sang Hàn Quốc, Triều Tiên thì họ kết duyên, họ lập gia đình, và cái dòng họ Lý của Hàn Quốc hay gọi là Lý, tất cả đều có máu của Việt Nam. Cho nên Việt Nam và Hàn Quốc, Triều Tiên vẫn là anh em. Dạ, tôi xin nói chút xíu đó. Xin nói đó là tôi nói trong cái văn hóa, bạn hãy trả lời, trong cái văn hóa của Việt Nam, thật sự mà nói, chết dạng nào thì là mai dạng ấy. Cái dân giả nó là như vậy. Nhưng mai gia từ đó tới giờ chưa ai làm. Trong bộ phim mà Diệp Hương chọn cái chủ đề ma để kích thích cái sự tò mò, cái yếu tố để mà chúng ta tạo cho người xem đến rạp. Nhưng bên cạnh đó chúng ta nhìn thấy một yếu tố cực kỳ quan trọng của con người, mà đại diện là người phụ nữ. Cái tình mẹ con nó thiêng liêng, bất kể làm thế nào cũng phải tìm cho được con mình. Hai cái yếu tố đó tôi thấy cái bộ phim Maya nó đã làm cho khán giả rung động và phải đến rạp. Cái dân giả là cái ma, cái hù, cái nhát. Nhưng tôi kể thêm một cái câu chuyện của cái xứ của tôi. Có một cái lò rèn là gian xong,
người ta đốt lửa để người ta rèn, nhưng mà khi lửa nó tàn rồi à, nhưng mà nó vẫn còn hơi ấm, thì dưới cái sông đó có những cái hồn ma già lên ngồi trên cái bếp lửa của cái lò rèn đó, à, ngồi nói chuyện với nhau. Ngày mai tao lên. Ủa sao mai mày lên? Con nhỏ nó xuống nó thế, nhỏ nó làm sao, nó đi cắt lúa nó lội qua sông, tao rỉ nó thấy tao. Và cái ông chủ lò rèn đó, ông ấy giờ mất rồi. Và tôi đã nghe được ông kể cho tôi rất nhiều câu chuyện về cái lò rèn, về những con ma da đó. Thế hồi nhỏ tôi không biết là cái chuyện nó có hay không. Nhưng bây giờ tôi nghĩ là tôi thấy, tôi sống cho tới từng tuổi này rồi, tôi nghĩ nếu ai tin ma thì tôi nghĩ là có, còn ai không tin thì sẽ không có. Nhưng cái tín ngưỡng là một cái gì đó tâm linh, nó thôi thúc trong cái suy nghĩ của chúng ta để chúng ta đừng làm điều ác, chúng ta làm điều thiện. Chúng ta làm điều ác thì chúng ta sẽ trả giá, còn chúng ta làm điều thiện thì chúng ta sẽ được cái phước. Đại khái là gì? Tôi chung lại thì bộ phim Maya, câu chuyện của Maya gắn kết với văn hóa người Việt, và người Việt nhìn nó giống như một cái gì đó để suy nghĩ, để làm. Và cái nghề vớt xác không đơn giản là chúng ta chỉ vớt xác để mưu sinh không, nó còn một yếu tố là sự chọn lựa của trời đất, của thiên nhiên bắt mình phải làm. Và nếu chúng ta gan dạ thì chúng ta làm, chúng ta không gan dạ thì chúng ta đâu có dám làm. Nhưng nếu không có người như cái gia của Diệp Hương thì liệu ai sẽ làm chuyện đó, ai sẽ làm chuyện đó? Và tôi có nghe một câu chuyện là nếu chúng ta vớt được xác, chúng ta trục dông, chúng ta làm đủ điều kiện thì cái dông đó, cái xác đó nó sẽ không làm tổn hại đến những người khác, và khúc sông nó sẽ an toàn. Việt Nam mình là dùng sông nước, mọi thứ nó mênh mông lắm, và nhiều cái chết nó bất ngờ, nó đau thương, thậm chí nó để lại một cái gì đó mà đến bây giờ nó trở thành một cái câu chuyện văn hóa mà không có một lời giải thích. Ma da này chúng ta giải thích hết chưa? Chúng ta không bao giờ giải thích hết. Nếu mà chúng ta chọn khu vực Cà Mau mà bối cảnh gần nhất là Cần Giờ, cũng có cây nước, cây tràm, Cần Giờ Cà Mau giống nhau về nước lợ, nhưng cái chết của những người đóng đáy, những người đi câu cá, những người đi bắt cua, những người đi bắt ốc gần như nó giống nhau. Tôi không biết là mọi người cảm giác như thế nào khi chúng ta sống ở vùng sông nước. Có lần tôi đã đi đến Darwin ở phía bắc nước Úc, và tôi nhìn thấy cái bần cây nước, nó cũng có, cây dừa cũng có luôn. Và tôi cũng có nghe một số người Việt sống ở đó, người ta nói cái chết nó cũng rất giống nhau, gần như chết ở dưới sông là một cái gì đó nó có mẫu số chung. Thì phim của chúng ta làm, chúng ta chỉ nói một phần nhỏ thôi, nhưng cái sự nhắc nhở của chúng ta đối với thiên nhiên và tình con người với con người, cái đó nó cực kỳ quan trọng, nó sẽ níu kéo tất cả. Và cái đó là nền tảng. Tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta không có văn hóa, không có nền tảng thì chúng ta sẽ không làm được gì đâu. Cảm ơn. Cảm ơn chú rất nhiều.